tuyển Pháp bị virus tấn công trước chung kết World Cup. Virus hoành hành tại đại bản doanh tuyển Pháp khiến 3 ngôi sao mắc bệnh và huấn luyện viên Didier Deschamps phải đưa ra biện pháp khẩn cấp nhằm tránh bệnh lây lan thêm trước thềm chung kết World Cup 2022. Căn bệnh cúm đang lây lan khắp đội tuyển Pháp và bây giờ đã có cầu thủ thứ 3 mắc cúm sau khi Adrien Rabiot và Deyov Upamecano ngồi ngoại trong trận bán kết World Cup 2022 thắng Morocco 2-0. Theo đó, ngôi sao của Bayern Munich Kingsley Coman bị nghi ngờ không thể đá trận chung kết World Cup 2022 với Argentina sau khi anh bỏ lỡ buổi tập vì bị ốm. Coman trở thành thành viên thứ 3 của đội tuyển Pháp mắc bệnh chỉ trong một thời gian ngắn. Les Bleus sẽ gặp Argentina tại sân vận động Lusail vào đêm Chủ nhật ngày 18 tháng 12 trong trận chung kết World Cup 2022 với hy vọng bảo vệ được chức vô địch mà họ từng đoạt được 4 năm trước ở Nga. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps giành quyền vào chung kết World Cup 2022 với chiến thắng 2-0 trước Morocco tại bán kết nhờ các bàn thắng của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani chia đều trong hai hiệp đấu. Tuy nhiên, đội tuyển Pháp đang đối phó với khó khăn lớn vì bệnh cúm hoành hành trong đại bản doanh của họ, sau khi Adrien Rabiot và Deyov Upamecano đều bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận đấu với Morocco. Cặp đôi này bị ống do điều hòa luôn hiện diện ở Qatar. Adrien Rabiot và Deyov Upamecano ngồi dự bị và cũng không ra sân thi đấu trong trận gặp Morocco để đề phòng rủi ro. Tờ L'Équipe, Pháp, xác nhận, Coman mắc bệnh sau khi anh bắt đầu cảm thấy các triệu chứng cúm ngay trước trận bán kết với Morocco. Kết quả là cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich bỏ lỡ trận đấu, không ăn bữa trưa với các đồng đội. Coman cũng ngồi ngoài trong buổi hồi phục của đội tuyển Pháp sau trận bán kết vào tối thứ Năm. Trong khi đó, tiền vệ Adrien Rabiot đã bắt đầu chạy trở lại, còn trung vệ Deyov Upamecano cũng sẽ tham gia vào buổi tập của đội tuyển Pháp. Cả hai đều cảm thấy tốt hơn sau thời gian bị ốm. Olivier Giroud, Antoine Griezmann và Kylian Mbappe dính chấn thương nhẹ sau trận đấu với Morocco. Tuy nhiên, bộ ba này dự kiến sẽ kịp bình phục và hoàn toàn sung sức đá chung kết World Cup 2022 với Argentina của Lionel Messi. Huấn luyện viên Didier Deschamps của tuyển Pháp thông báo tình hình, Coman cũng bị sốt. Ở Doha, Qatar, nhiệt độ đã giảm xuống một chút và bạn vẫn phải bật điều hòa liên tục. Chúng tôi đã có một vài trường hợp có triệu chứng giống như cúm. Chúng tôi đang cố gắng cẩn thận để nó không lây lan. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều trên sân và rõ ràng hệ thống miễn dịch của họ bị ảnh hưởng. Deyov Upamecano cảm thấy tồi tệ ngay sau trận đấu với tuyển Anh. Nó xảy ra khi bạn gắng sức nhiều như vậy, cơ thể bạn yếu đi và bạn dễ bị nhiễm các loại virus này hơn. Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng nó không lây lan, nhưng virus tất nhiên là có khả năng lây nhiễm và chúng tôi phải đề phòng chúng. Chúng tôi sẽ tách cậu ấy khỏi những người khác. Kingsley Coman, Adrien Rabiot và Deyov Upamecano được hiểu là mắc bệnh cúm lạc đà có tên gọi chung là MERS, hội chứng hô hấp trung đông. Bây giờ, Coman phải chiến đấu để kịp bình phục đá chung kết World Cup cùng tuyển Pháp. Trận chung kết World Cup 2022 giữa đương kim vô địch thế giới Pháp và Argentina của Lionel Messi sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 12 trên sân vận động Lusail.